ra con cũng là căn duyên. Sợi dừa ơi, sợi dừa, ra đây ăn cơm nè. Dạ, có sợi dừa. Bà Châu của anh Trăng á cũng sởn sơ mạnh khỏe nữa, cha mẹ tôi cũng phục anh lắm á. Vậy sao, cốt quá khen rồi. Tụi mày nói đây làm gì vậy? Dạ, dạ anh chào ông. Chàng hãy đưa tiếp và con về diễn kiến đưa cha nha. Ông Tám đó, ra đưa tụi bay. Mày đâu có thấy mặt của ổng đâu, sao mà mày biết được? Thì ông bảo chỉ rồi đó. Má ổng có giật giật, kêu ổng đi, chứ ổng vô nhà sau là mất tiêu á. Tụi bay tới đây làm gì vậy? Dạ anh chào ông. Dạ chào ông. Tụi con qua chơi với bác Tám á. Tới chơi mà lén lút giống người ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có. Dạ đâu có, tụi con đâu có làm gì đâu. Dạ tụi con chỉ xem coi ông Tám có nhà không thôi. Kỳ ghê á, ông Tám mời tụi mình đến chơi mà ăn vậy đó. Dạ mà ông Tư ơi, có ông Tám nhà ông Tư. Có Tư, ông có Tám. Dạ thôi, dạ thôi. Tụi con chào, chào ông, con về. Về. Chào. Đi. Cái ông Tư này thiệt là ngộ nha, lúc nào cũng muốn hù chết người ta vậy á. Hiện tại ông bị mất đồ một lần rồi nên nó phải cảnh giác chứ. Ừ đúng rồi, nhưng coi bộ ông khó hiểu lắm á. Hôm nào mà ông Tám thì hỏi thêm mới được. Nhất trí luôn. Nhưng mà bây giờ mình chơi tiếp đi, trước sau gì á thì cũng phải trả là chủ nhân của nó rồi. Ngồi xuống này chỗ đi. Út ơi, cha mẹ mang cơm ra cho con nè. Dạ. Cha mẹ mới ra hả? Thiệt vất vả cho cha mẹ quá à. Chà, có gì đâu, vừa tốt quá hả con. Con gái của mẹ giỏi quá. Con mong bán được có tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Chứ cha mẹ nuôi con lớn lần này rồi mà con vẫn không làm được gì cho cha mẹ vui hết. Dạ, con gái nó hiếu thảo, nó nói câu nào ra mát ruột câu nấy hả bà. Thôi cha mẹ vô nhà đi, con mới nấu xong ấm nước chè xanh để chờ cha mẹ đó. Ủa sao ông bà đó thấy mình mà không nói gì hết vậy? Tôi cũng thấy lạ, không lẽ mắt ông bà bị mờ hay là bị cận? Rồi xong, tụi mình bị tàn hình rồi. Ủa, bảo nó vậy nghĩa là sao? Thì tụi mình lần cho chuyện cổ tích bằng cách tàn hình đó. Hèn gì,
tụi mình mặc nguyên bộ đồ này không có như trước nữa. Ừ, có lẽ bà nói cũng đúng. Nên thử một lần để biết. Đi theo ông bà xem sao. Tụi mình tàn hình rồi đó. Mấy ông bà đâu thấy mình đâu. Nhưng mà sao tôi thấy kỳ. Hai ông bà nói chuyện với con gái mà nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Không lẽ chị ấy cũng tàn hình giống mình hả? Kỳ lạ thật. Nhà trống quê trống mắt à. Nhìn xung quanh nhà cũng không có ai hết á. Ê tụi bay chú ý kìa. Hai mắt của ông bà đang chú ý xuống cái bàn kìa. Wow. Nàng Út. Ủa nàng Út dễ thương quá. Nàng Út dễ thương. Út à, thấm thoát con cũng đã lớn tới tuổi cặp kê rồi. Mẹ không biết con có được tấm chồng hay không. Mẹ lo cho con quá. Sao bà lại nói vậy? Con nó buồn sao? Là tôi sợ đó, nay mai chúng ta qua đời hết rồi, con nó biết nương tựa vào ai. Con mình nó giỏi giang như vậy, giữa đồng không mong quạnh như vậy, mà nó gầy dựng được một ruộng dưa tươi tốt như vậy, bà còn lo gì nữa. Mọi việc đều có cơ duyên của nó. Con xin cha mẹ đừng lo nghĩ cho con. Con tự xoay sở được mà. Cha, mẹ đừng có buồn nữa nha. Ủa sao anh thấy em bo đâu hết vậy? Rồi sao bảo? Đành chờ hết chuyện vậy mới biết được. À, có khi nào em bo hoàng tử không? Trời ơi, hoàng tử khóc nhè á. Nhân của ruộng dưa ơi, giữa chúng hoang sơ đồng trống như vậy, ta vừa khát vừa mệt, ta xin bạn mấy người cho ta xin một quả dưa, sau này khi quay lại đây ta sẽ hậu tạ vàng bạc. Ta nghĩ người cũng sẽ không từ chối đâu. Tâu Điện Hạ, bọn thần đã đắc tội với Điện Hạ vì đã để Điện Hạ lạc nơi quan sơ đồng vắng như thế này. Xin Điện Hạ quay gót, đã có chúng thần hộ tống về. Tất cả là do ta, hai người không có tội gì hết. Mà cũng chính nhờ như vậy, ta mới phát hiện ra được nơi quan sơ đồng trống như vậy lại vẫn còn một ruộng dưa xanh tươi, sai trái. Theo ta nghĩ, chủ nhân của ruộng dưa này chắc chắn phải đảm đang, giỏi giang, xinh đẹp lắm. Xin Điện Hạ quay gót, vì nơi đây là chốn quan sơ đồng vắng, kẻo nơi này là có chốn yêu ma quỷ quái.
đâu mà kỳ cục. Dưa của người ta trồng công khó, vậy mà ăn bỏ mướt. Tiếc thật. Có đâu. Vậy thôi, giờ mình chia nhau ra tiệm bo đi. Thầy dĩ chuối là xin sau tiệm đi. Còn Bảo ra xin trước. Mà không làm gì. Ở đây coi coi, bo có trong chuyện của Tích không? Mấy đứa ơi, mấy đứa. Tụi bo có ở trong nhà coi không? Dạ, thưa ông ngoại. Tụi con ở đây rồi, Bo đâu? Dạ thằng Bo nó đi. Cái gì mà ấp úng, nó đâu? Nó đi với bạn Bảo ở ngoài. Vậy hả? Con dạ. Kiếm Bo, kêu Bo vô đặng bà ngoại cho uống sữa nha. Dạ. Bên bên nó mấy Bo Bình ơi. Tôi tìm ngoài thấy Bình ơi. Gì? Về ăn cho ông ngoại. Bo đâu? Đúng rồi, Bo đâu Bảo. Bo đi với chú với Hoàng Diệt á không? Dạ, đúng rồi. Mình ơi, không thấy Bo. Mình ơi, không thấy Bo. Rồi cái gì mà thấy Bo mà. Còn ông nghe nói là thằng Bo nó đi với hai đứa con mà nó đâu rồi? Đúng rồi, Bo đâu rồi? Bo đâu rồi. Dạ, nó ở đằng sau kìa ông. Thôi vậy thì con kêu nó vô đi, tặng bà ngoại cho uống sữa. Dạ. Mém nữa là bể mánh rồi. Trời, ở đây cũng có, trong chuyện cổ tích cũng có. Giờ sao giờ? Không biết Bo ở đâu nữa. Ê, hay là mình quay lại cái ruộng dưa đi ha. Lỡ ông Bo nó nhỏ xíu gì nào, cái xong nó núp dưới lá sao, ai biết được. Bà nghĩ sao vậy? Theo tôi nghĩ á, là Bo chưa được sinh ra, giống như trong chuyện khi phụ năm xương á, nhớ không? Đúng rồi đó. Thôi, giờ mình vô chuyện cổ tích, chờ nàng Út xin lấy bé Bo đi. Một, hai, ba, nàng Út. Sau lần ăn hết miếng dưa dở dang của vị hoàng tử để lại, nàng Út thấy trong người mình bỗng dưng khác lạ, bụng mang dạ chữa mà không biết vì sao. Nàng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, lớn nhanh như thổi và rất ngoan. Ê, Bo kìa! Bo! Bo ơi, Bo! Bo! Bo à, em làm con của cô gái búp bê đó, em có biết không? Bo nói sao biết nghe chưa, lần sau mới chơi đi chơi á. Làm con của nàng tiên với hoàng tử, xuống muốn chết.
cần đòi gì nữa. Ý chết, có người tới kìa. Thôi đi đi. 1, 2, 3. Đệ tử Tiên Đồng. Con ơi, con là con của ai? Tại sao ở đây một mình vậy? Mẹ con đâu? Bẩm bệ hạ, xa xa đằng kia có mái nhà tranh, chúng ta hãy tới đó hỏi thử xem. Ồ, giống quá, giống bệ hạ quá. Sao thấy ông lớn à? Hình như có người mà lẫn quất đâu đây hết. Nghe trong gió có tiếng gì thì xào ghê quá mày. Điện ơi, bẩm điện hạ, xin điện hạ lưu gót điện hạ. Mẹ của đứa bé này không có ở đây. Ta sẽ mang đứa bé này về cùng. Nhưng đừng nghĩ tưởng của ta. Các người thấy như thế nào? Bế đứa bé chúng ta. Xin ngài hãy dừng bước và hãy trả con lại cho tôi. Ai đó? Ai vừa mới lên tiếng đó? Tôi là mẹ của đứa bé. Có thật là mẹ của đứa bé không? Nếu như nàng là mẹ của đứa bé thì hãy ra gặp mặt ta đi. Như vậy thì ta mới tin được. Xin ngài đừng làm khó tôi. Ở nơi chốn quan du này chỉ có hai mẹ con bầu bạn. Tôi xin ngài hãy để con lại cho tôi và hãy đi đi. Nàng hãy ra gặp ta đi. Nàng ở đâu? Ra gặp ta đi. Tôi đây. Tôi đứng sau mọi người đây. Mọi người hãy nhìn xuống đất. Xin thiên hạ, ma ma, đừng lại gần. Chẳng lẽ nàng là... Tôi chính là mẹ của đứa bé. Vì cưng ơi này, là của nàng hả? Có đúng vậy không? Vâng, chỉ một mình tôi thôi. Vì còn cha của đứa bé? Tôi không biết. Từ người vô đi. Vậy tại sao đứa bé lại giống tôi như lúc? Nhất định nó là con của tôi. Ông trời đã ban con cho tôi. Hèn gì tôi gặp nó, cảm xúc trong người tôi dâng tràn. Dù thế nào đi nữa thì xin ngài cũng hãy lui gót. Ở nơi chốn quê mùa này không xứng với ngài đâu. Bẩm đi hạ, xin điện hạ về tâu lại với vua cha đi ạ. Các người về trước đi, ta sẽ ở lại đây với mẹ con này. Điện hạ, hoàng thượng đã cầu hôn công chúa A Lao cho ngài rồi. Của Hoàng Nhi con ta sao mà lâu quá, không biết cái chuyện gì xảy ra không? Cấp báo, cấp báo, dạ dạ cấp báo. Trời lại có chuyện gì nữa đây? Trời đất ơi, dạ 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 tâu, dạ bọn thần có tội,
Xin hoàng thượng thứ tội. Thôi thôi, trời ơi, con cái bộ đó làm hoài, có chuyện gì nói đi. Dạ dạ dạ, một chuyện rất là kinh thiên động địa, hãi hùng lắm. Dạ xin bệ hạ, dạ hoàng hậu hãy bình tĩnh à. Chuyện gì hãy nói nhanh lên đi. Dạ dạ, số là như vậy. Dạ bọn thần hộ chiếu hoàng tử. Cái gì, cái gì mà hộ chiếu? Dạ dạ dạ, dạ quên, hộ giá hoàng tử. Dạ đi vào một nơi đầm trống. Ôi một cánh đồng thật là trống kinh khiếp quá. Dạ nó có bông xanh, bông trắng, bông đen, rồi lại bông ơi là bông. Thôi xanh rồi. Dạ dạ thôi, thôi. Ca hát tới sáng chưa hết câu chuyện đó. Dạ có chuyện gì nói mau đi. Dạ dạ, cuối cùng dạ bông, bông nó kết hoa nở trái. Trời ơi nguyên một rẫy dưa. Dạ trái nào trái nấy bự như vậy. Dạ hoàng tử hái dưa. Dạ cái hoàng tử mới xẻ dưa. Dạ cái hoàng tử mới tách dưa. Dạ hoàng tử mới ăn dưa. Ôi nó ngọt. Nhà ngươi làm ta thèm quá. Dạ thôi thôi thôi, có chuyện gì ngươi cứ nói đại ra đi. Dạ dạ bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, cùng chuyện kinh thiên động địa nữa. Chuyện gì mà kinh thiên? Dạ tự nhiên có một chàng trai, một cậu bé giống y tạc như là hoàng tử luôn, khôi ngô tấn tú, mặt mày thanh tao, giống như đôi mắt nè, giống cái mũi nè, giống cái mũi cười có duyên nè. Nhưng mà tại sao chàng cứ biết? Dạ dạ em nghe quân sĩ nói lại. Quân sĩ nói gì người đâu có đi theo đâu mà biết. Dạ nhưng mà quân sĩ nói giống y như là đúc. Rồi từ đó hoàng tử mới nhận cậu ấy là con của mình. Con? Dạ. Cái chuyện của cậu bé chưa có ghê lắm đâu. Cái chuyện mẹ của cậu bé mới thật là rùng rợn hay. Cái gì mà rùng rợn? Nhà ngươi kể cho ta nhanh lên. Dạ dạ dạ, mẹ của cậu bé, trời ơi, đúng là ma quỷ hiện hình cám dỗ hoàng tử. Vậy là chết con ta rồi hậu ơi. Nhưng mà người đó có mắt không? Dạ có mắt. Có mũi không? Dạ có mũi. Có miệng không? Dạ miệng có luôn. Trời đất ơi, vậy đâu phải là quỷ ma, là người đặc biệt luôn. Nàng ta chỉ có chút xíu mà thôi. Trời ơi, như vậy là quái nhân rồi hậu ơi. Quái nhân rồi hậu ơi. Dạ trời. Thưa bệ hạ, chưa đâu, nàng ta có thể đứng trên lòng bàn tay, cười nè, nói nè, ca hát nè. Ôi ghê sợ quá. Thật là quan rồi. Dạ. Ta không cấm thái tử tam thê tứ thiếp. Dạ. Mà ta không thể để cho thái tử lấy một hàng yêu tinh ma quỷ quái vậy được. Dạ. Hãy dám. Dạ có dám. Hãy tới đây vừa. Đưa thái tử về cung cho ta. Dạ xin tuân lệnh. Dạ dạ bẩm hoàng thượng. Bẩm cái gì nữa? Rồi có đưa nàng út đó về không à? Không. Dạ không. Biện hoàng thượng ơi, vậy là chết hoàng nhi của ta. Ta truyền lệnh, các ngươi phải long trọng đón ta trở về. Nhưng điện hạ không được đem yêu tinh đó về. Yêu tinh à? Xin điện hạ xá tội, ý của vua cha không chấp nhận một con dâu có ngoại hình kỳ dị như vậy. Vua cha của ta không bao giờ có ý nghĩ hồ đồ như vậy. Đó là những ý nghĩ đơm đặc bi chuyện của bọn ninh thần. Ta sẽ đường đường chính chính dắt vợ con ta về. Bởi vì vợ ta mà đáng mặt hiền thê, đoan trang hiền tục. Các ngươi nghe rõ chưa? Bo, em hoàn thành sứ mạng đi, rồi chúng ta kết thúc chuyện rồi đi về. Chứ không tàn hình lâu quá không trở lại được như cũ bây giờ. Ừ làm đi Bo. Nhanh lên. Ừ làm đi Bo, nhanh lên. Chàng hãy đưa thiếp và con về diện kiến vua cha nha. Hiền thê ơi, xin điện hạ mau về cung, hoàng thượng sẽ đẹp lòng. Mình vừa về ở nhà rồi. Hai đứa ơi, thank you.
Sao đây? Trả hay không trả? Dứt khoát là phải trả rồi. Vì cái đó đâu phải của mình. Khoan trả anh Bình. Trả thì làm sao mình vào cổ tích được. Mượn thêm đi. Đừng có ham nghe chuối. Vào đó là không trở ra được đâu á. Nhưng giờ đó thích lắm. Như đúng phim. Chú nói đúng. Mà đó thích thật. Mình muốn khám phá thêm. Mà hiền lắm đó. Bạn biết không? Nếu bạn sợ thì bạn ngoài đi. Mình vô. Hả? Chơi vậy thì chơi với dễ. Vào thì phải vào hết chứ. Ủa? Thằng Bo đâu rồi? Đúng rồi. Nó đâu rồi? Hả? Mấy bạn có thấy gì không? Bo! Nó cầm cái gì vậy? Chết! Sao đó? Bo! Bo! Con gái cưng của cha.
Con có mệt không? Dạ, không mệt lắm ạ. Cha cũng không có mệt nữa. Thấy con khỏe là cha khỏe rồi. Ngoan nha, cha cưng nha. Dạ. Không con đi ra nắng. Đi ra nắng gì mẹ gầy cha đó. Dạ. Trời. Chuối, em có sao không? Từ tay anh kéo ra. Mới nãy em cũng sợ sợ, nhưng giờ yên tâm rồi. Bye bye. Chuối, chuối. Rồi, chạy mất tiêu rồi. Con nhỏ này phá phách thiệt. Nó mà lạng quạng, quên lời mình dặn là xong luôn á. Cái rổ mình đang có ai để quanh cái chum không? Ngay rổ ngươi nè. Ơi, có ai đó không? Có ai bỏ qua cái chung và cái gọn tôi không? Vậy cha em ở trong đó có gì đây? Chào to rồi con. Không được, của này là của nợ, không phải của mình, của ai mình phải trả lại cho người đó thôi. Tôi lắp lại cho cậu rồi ha, cái này không phải của tôi nha, ai để quên là lại lấy ha. Ôm chum vàng về nha, vậy là chật lót hết á. Nhưng mà uổng ghê. Thôi lần kia anh nghe cường anh kêu. Bye bye. Uổng gì cô nương, ăn đòn nha. Có cách nào tôi nói gì nhanh không? Yên tâm đi, tôi nghĩ thời gian trong đó cũng bằng thời gian ngoài này thôi. Được vậy gì đó. Anh ơi, nghèo còn mắc cái eo, mần hoài cũng không thấy đủ ăn đủ mặc. Đã vậy năm nay còn mất mùa, lúa thì lép hạt, chắc đói quá ông ơi. Má nó cứ cào nhào tôi hoài à. Bây giờ không nổi rồi. Bây giờ lúa nó thất rồi, mình trồng khoai trồng bắp gì đó, đắp đỏ cũng đâu đến nổi gì đâu. Mấy ông ruộng mình tốt mà, đám ruộng của mình. Ba,
Gì? Báo bà đừng nghe này nè. Đông ruộng của mình á. Ừ. Hồi sáng á, tôi đi ra ra ngoài đồng á, tôi cuốc. À, tôi làm ruộng, tôi cuốc, cái tôi cuốc, cà cuốc, cà cuốc, cái tôi nghe cái cọp vậy đó. Bà biết tôi cuốc chúng gì không? Chúng gì? Cái chum bự vậy nè. Trời. Ừ. Cái tôi bây giờ cái chum gà cũng hú hồn luôn. Cái chum có gì đâu hú hồn. Cái chum nhà đầy hết trơn rồi nè. Ông sao lãng. Trời ơi. Vấn đề này nè mới giữ ra. Tôi giờ cái chum ra mà biết cái gì trọng không? Gì trọng? Vàng không. Sao nó cục 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 cái nè mà màu nó vàng khè luôn. Vui không? Có là nói. Không có là thôi, không ai ép. Trời nói ơi. Mà người ta nghe được, người ta nói khùng. Vàng đâu cả cục cả cục. Bà này, xưa giờ bà cũng biết cái tính của tôi mà. Có khi nào mà tôi nói xạo gì đâu. Phải không? Thì bà cái chùm vàng không à, mà tự nhiên ai chôn ngay cái đất của mình mới ghê chứ. Không tin rồi mà hỏi con mình coi. Cho nói thiệt đó mẹ, hồi sáng con cũng thấy cái chùm vàng mà. À. Rồi ở đâu rồi? À thì ngoài ruộng của mình thì cái đó là của người ta rồi tôi chôn lại rồi. Ngoài ruộng á. Trời ơi. Trời ơi sao thấy nó không đem gì đây mà chôn lại ngoài làm cái gì? Vàng ở trên đất của mình là của mình. Sao kỳ vậy hả? Bà mổ là bà giận luôn, bà quýnh luôn, chết luôn. Gỗ mình cái gì thì gọn này là gọn của mình. Nhưng mà vàng đâu phải của mình đâu. Nhiều khi người ta để quên ngay đất của mình làm sao? Mình đâu có tham là mình lấy vàng của người ta được. Kỳ vậy? Tôi chôn lại ngoài gọn rồi. Cha nói đúng đó mẹ. Số giàu mang đến dẫn dân, lợi là con mát cháo chân mới giàu. Sách ghi vậy đó. Đó. Mày có nghe gì không? Là có đếp. Cái chùm vàng ngoài vườn. Bây giờ mình phải làm gì? Đi lấy. Sao mày không chịu đi? Nghe tới vàng tôi miếu chân điêu nổi. Mày không muốn mày không muốn mày chạy lên. Mẹ cho vàng. Đói tới nơi rồi nè. Mất mùa nè. Rồi làm mùa sao lấy cái vàng? Hả? Ở nhà đi. Để đó. Cha cho con mày ở nhà đi, không đi lấy tao đi ra ngoài cha tao lấy. Cha cản mày lại đi, không lấy được đâu. À, rồi đi theo cha cản mày lại. Mày làm thiệt hả em? Còn mình cái nào? Cái chỗ nào? Đâu? Ông chỉ tôi coi. Này à? Trời ơi. Bà thấy vàng á, bà cứ tôm tớp hả? Trời ơi, vàng chứ bộ củi hả? Không tôm tớp. Chỗ nào? Tới chưa? Tới rồi. Đâu? Dừng lại. Đâu? Ở đây nè. Con đứng đó cho mẹ nghe chưa? Ở đây nè. Đâu? Trời ơi, sao còn cái lỗ không vậy nè trời? Đâu rồi? Rõ ràng là tôi cho cái chùm vàng ở đây mà nó mất tiêu rồi. Trời ơi. Con mình ơi. Phải không con gái? Bị hai tên trộm cướp rồi. Nó con nít mà nó còn khôn hơn ông nữa đó. Ai đời mà ngu dữ vậy? Thấy vàng không đem về nhà, chôn dưới đây. Không trộm lấy thì cướp nó cũng rình rập nó đào lên hà. Đi về. Ẵm con về kìa. Hay. Làm chiếc quốc về giùm tôi coi. Ôm vô cảm giác như vàng đang ở đang trong này nhiều lắm. Trời ơi cha mẹ ơi, hồi nào giờ mới ôm được nó lành lạnh cho con vào tới nơi rồi. Mày khùng hả mày? Để tao ôm cái coi. Ôi trời ơi. Tao ôm. Nó nghe nè. Hồi nãy á, cái thằng nông dân nó vừa đẹp trai mà nó ngu bỏ bà luôn à. Có vàng mà nó bỏ đâu vô đấy à. Vậy tao lấy. Mày la ông xùm lên đi. La ông xùm cho nó ra đây, nó lấy vàng đi. Để tao ra. Để tao. Thôi. Điều kỳ gì? Tao ra đây. Tự nhiên là nhảy vô đây à.
Thôi tôi cũng cực khổ rồi, tôi chạy trước quá trời mà tôi lấy trước. Làm như tôi cũng cực khổ mà. Tôi cũng đào lên tôi mới thấy được cái hũ vàng này. Đào cả không chứ. Nhưng mà tôi là làm trước. Nói chung hai đứa mình đều khổ. Tôi lấy trước. Không quay. Hey. Vậy thì bây giờ mình phải chơi trò chơi. Ai thắng người đó mở ra trước. Quảnh tu sâm. Quảnh tu sâm ra cây gì ra cây này. Quảnh tu thì ra cây gì ra cây này. Quảnh tu thì ra cây gì ra cây này. Mày ra đi, mày quánh tao để mày lấy cái này luôn hả? Đúng rồi, làm gì tao không biết đánh mày gặp vàng á, mày muốn mít làm anh em không? Hả? Tao mày nào về sống chung sống chết có nhau đi ăn con ăn trộm ăn cắp à? Sao bây giờ mày tự nhiên mày tham lam gì kỳ cậu ba? Hả? Làm như mày không tham. Mày tham mày nào? Nếu mày không tham nãy giờ mày đâu dành dở nó ra trước. Gì? Thì hai đứa mình cùng làm đôi, hai đứa mình mới cùng hưởng chứ. Vậy thì bây giờ hai đứa mình đều dở ra, hai đứa mình đều thọ tay vô. Hai đứa mình đều cảm nhận cái niềm sung sướng giàu có. Đó, đừng có la sùm, người ta nghe là mình sẽ bể mảnh đâu nghe con. Rồi. Nhớ chưa? Bắt đầu. 1, 2, 3. Có cảm nhận gì không? Mày có cảm nhận gì không? Tao thấy mềm mềm. Tao thấy dài dài. Tao thấy nhám nhám. Tao thấy nước nước. Hả? Ý? Có hai cái dấu luôn mày ơi. Tao cũng có hai cái dấu. Ý kỳ gì? Vàng gì kỳ gì? Ủa? Vàng đâu có lộ này. Ủa? Phải không? Mần lại. Khoan. Nhỏ lớn thì mày thấy vàng chưa? Chưa. Chưa, mày đâu có biết vàng nó ra làm sao đâu. Tao nè, tao mới biết vàng nữa. Trời ơi, vàng. Mày thấy chưa? Chưa. Khùng hả? Mày chưa thấy rồi mình nói tao làm như mày hay lắm nha. Nó tới vàng nó giàu sang mà sung sướng. Mần lại. 1, 2, 3. Mày có cảm nhận gì không? Mềm mềm. Dài dài. Nhớp y chang như hồi nãy. Khác mày ơi. Ủa khác cái gì? Hồi nãy 2 dấu, bây giờ là 4 dấu. Hả? Ý mày ơi. Sao? Tao 4 dấu rưỡi. Có vụ rưỡi sao đó nữa. Ý không phải vàng. Hồi nào giờ tao chưa có biết vàng. Đúng. Tao chưa có thấy vàng. Nhưng mà tao không nghĩ vàng phải như vậy. Đúng. Vàng gì mà nó dài dài, nhớt nhớt, nó mềm mềm, nó nhám nhám. Tao cũng vậy. Ừ. Tao thọt tay vô, tao thấy nó động đậy. Ừ. Nó nhúc nhích. À, vậy là cái gì? Vậy là con gì nó giữ vàng nè. Con gì mà giữ vàng? Hả? Mày không nhớ chuyện hồi đó, chuyện ngày xưa sao? Chuyện gì? Ờ. Sao? Mấy cái chuyện mà vô hang động đồ này kia đi tìm vàng cũng phải có đọc câu thần chú. À, giống như dừng ơi mở cửa ra. Đó. Thì người ta mới mở cửa mình vô. Đúng. Nhưng mà này trong này mà em kêu nắp ơi mở cửa ra. Không, mình tự mở nắp nhưng mà mình nói cho nó ra. À, tao có cách. Bây giờ mày dỡ nắp, tao thổi sáo cho nó ra. 1, 2, 3. Thổi. Nó ra chưa? Miệng thổi xấu quá. Phải không? Để tao trò chơi thiếu nhi dỡ ra. Hai bà. À, ye ye dành. Dành. Mày khùng hả? Dạ. Mày ve tới tối nó cũng không ra nữa. Sao nhớ đó mình chơi trò chơi mình ve mình chạy ra đó. Bây giờ không cần thiết cái đó. Dạ. Sao? Mày dở, tao bắt nó ra luôn. Rồi. Mày lấy vàng. Mình chia đôi. Ừ. 1, 2, 3. Hey. Sao? Cảm nhận sao?
cảm nhận sao trời, cái mặt phế trong này cái gì trời, như thế nào cho tôi cảm nhận cái mặt ông phế tôi thích quá. Đúng rồi, hay chỉ có một người cảm nhận thôi. Người cảm sao? Muốn xem không? Vậy thì sao? Một hai ba. Hả? Con dặn bốn dấu, bốn dấu rưỡi bị nó cắn trượt. Trời ơi, mày bị khùng hả? Rắn gì? Không có hả? Mày tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Trời ơi, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết thì ước mơ nhỏ bé tầm thường của tôi ai thực hiện được trời. Ước mơ mày ước mơ gì? Tôi đi ăn cướp, ăn trộm, lấy tiền lấy vàng về. Tôi mua nguyên một ngọn đồi, mua nguyên một dãy đồng, nguyên một dòng sông. Tôi xây một gia trang từ trên đồi, trên sông, trên đồng. Thiệt là bự. Mày tỉnh chưa? Em tỉnh rồi. Mơ ước của mày nhỏ nhen quá ha. Mày quơ hết tài sản đất đai của người ta mà mơ ước nhỏ nhen. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, ước mơ không bao giờ hiện thực được. Tại sao? Rắn cắn bốn răng rưỡi sẽ chết. Tao có cách. Cách gì? Rắn cắn chỗ nào? Ừ, tao chặt bỏ chỗ đó. Hả? Chỉ là rắn cắn vô tay, chặt bỏ một ngón tay. Đúng. Hả? Không, em hết rồi, em hết rồi. Đập đập khung ra hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi mày tỉnh chưa? Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Tại anh tán em hả? Tại mày á? Tại anh, tại, tại. Tại mày, tại anh. Tại mày. Tại anh. Thôi. Mày nói cái gì? Mày nói cái thằng đó nó đẹp trai. Đúng. Nó đẹp trai nhưng mà nó ngu. Đúng. Nó đưa cho mày hũ vàng, nó đưa cho mày hũ rắn đó con. Hai anh em mình là giang hồ. Trời ơi, lờn mặt ở đây rồi, nhẫn mặt ở trên rồi, giang hồ gì. Vì hai chồng mới chơi khắm. Nên. Tao cũng đã từng ra giang hồ. Mấy chục năm nay hành nghề chưa ai lường gạt. Đúng. Hai vợ chồng nó gạt tao với mày. Thôi, em tức quá, em tức quá. Thôi. Tao có cách rồi. Cách gì? Gậy ông đập lưng ông. Mày hiểu chưa? Chưa. Cùng. Mày hiểu chưa? Hiểu rồi. Người ta đã gậy ông rồi đập lưng ông. Ừ. Bây giờ em hiểu rồi. Hiểu sao? Tay anh đập đầu em. Mày cùng. Tao quýnh nãy giờ mà mày chưa hiểu à? Hiểu sao? Vợ chồng nó cho mình hũ vàng thì điên hả? Điên gì? Giang hồ nào cho hũ rắn? À, tao chợt nhớ ra rồi. Ừ. Hai vợ chồng nó chơi khăm. Ừ. Thì mình phải chơi lại cho hai vợ chồng nó biết cái cảm giác đau khổ của hai vợ chồng mình. Ai vợ ai chồng ai cũng được, hên xui đi. Điên. Nó bậy nó bạ không à? Mày anh nói á, là gậy ông đập lưng ông có nghĩa là bây giờ ôm cái chum rắn đó để vô nhà lại trả lại chỗ cũ. Trời ơi, cái quan trọng là ai sẽ ôm cái chum rắn đó đi. Mày ôm. Trời ơi em. Trời ơi, nhắc cái rắn em chịu không nổi. Mày làm gì? Mày làm gì? Trời ơi, em ôm đâu? Mày ơi. Ôi, cha con mày thông thả quá ha. Nhà hết gạo tới nơi rồi đó. Chuẩn bị đi xin ăn về ăn đi nha. Vàng, vàng, vàng. Nói nghe nói vàng không à. Mà kiếm hoài không thấy được miếng nào hết trơn hết á. Mà nằm thảnh thơi vậy đó. Trên trời dưới đất có ai như vậy không? Má nó. Vàng đâu phải của mình đâu. Má nó cứ khắc mắc hoài. Má nó cứ gầy tôi hoài, tôi cũng khổ lắm. Tôi đã nấu gầu thì sáng tôi chôn nó ngoài ruộng. Mà nó mất tiêu rồi, là người ta đem nó đi mất tiêu rồi thì kệ họ đi.
cái gì của mình thì của mình, không phải của mình thì thôi, là nó còn nằm ngoài ruộng đó, nó cũng đâu phải là của mình, đúng không con gái? Thôi nín đi. Ông bà tôi nói đúng lắm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ông chỉ được cái mã thôi à. Bởi vì hồi đó tôi lầm, trời ơi là trời, vàng vàng chứ đâu phải là cục đá cục gạch hả? Bà thấy rồi không đem gì tới cho tôi. Bởi vậy xưa tôi cũng nhẹ dạ, hồng nhan bạc phận lắm. Bà thấy tôi đẹp trai, bà ơn tôi, bây giờ bà cưới bà về bà giữ tối ngày á. Của cải như là của trời muốn cho mình thì tự nó đến, còn nếu không phải của mình thì thôi cũng là số trời thì tự nó đi. Có gì đâu mà cứ cào nhào tôi hoài à. Nói không có nghe cái câu nào mà lọt lỗ tai hết trơn. Ông nói gì là ông nói bậy lắm, ông nói sai lắm, ông nói ngang nói ngược lắm. Trời thương, trời mới cho. Vàng mà, vàng bò tới nhà luôn rồi, bò tới đất của mình luôn rồi, mà ông để nó bò đi. Trời ơi, cái đó là phụ lòng trời, mang tội chết nghe chưa? Bà ơi, con như vậy luôn đi, tôi là vậy đó. Tự nó bò tới, rồi tự nó bò đi. Rồi mai kia mốt lọ, tự nó bò về. Được rồi. Vàng có chân đúng không ba? Ừ. Thế nào nó cũng bò về nhà mình cho coi. Chừng nào mới bò? Đem cái này tới đây, chút nữa tụi nó sẽ rinh vô nhà, rồi vợ chồng nó mở ra đi, thọt tay vô đi, thấy cái gì nhám nhám tròn tròn, rồi nó sẽ thấy bốn dấu, rồi bốn dấu dành cho con vợ, bốn dấu dành cho thằng chồng, ý còn nửa dấu của tôi dành cho con mén. Cả nhà nói là ăn trọn gói luôn. Ê, có chân tới rồi. Bà ơi, con nó nói cái gì vậy? À, có chân về biết đi, hoan hô. Trời ơi, trời ơi. Cái chùm nó về với mình rồi kìa. Cái chùm nó có cái chân mà. Ôi trời ơi, vậy là chùm vàng hả? Chùm vàng phải không con? Trời ơi, mở ra đi dừng ơi, mở cửa ra. Bây giờ giờ gia đình mình đếm 1, 2, 3 cùng nhau mở cái chùm vàng này ra nha. 1, 2, 3. Trời ơi, con ơi, dĩa vàng nè con ơi. Trời ơi, vàng. Vàng thang mình ơi. Nó màu vàng khè nè. Trời ơi. Mình ơi, bưng vô nhà đi cho tôi. Bỏ vô coi cho. Bưng, để thôi nó chạy mất nữa ha. Nhanh, nó chuyện vô gì nè. Vàng con ơi. Vàng chứ không phải rắn. Tại mày á. Tao nói là uống vàng. Tao nói vàng mà nó rắn. Mày nói rắn. Mày sao? Chuyện đi anh em muốn nữa không được tham thì thăm
Yeah.